切都可笑着度过。谁能忘掉围城内已失落，谁人亦不可以相信自由疯过。何日那快乐竟变成罪与恶，何时你怕了面对习惯冷漠。不要再恐慌，你勇敢争夺便有光，梦与想就在那方，谁人又怕动荡。永远不要再恐慌，要把握机会别闯，就算黑夜在我方，为城内要自强，不可失去希望。rút cuộc cô lại. Tôi muốn mượn dùng bất cứ quyền của anh. Cô biết là Đoàn Kích Phong đang cấp lô hàng. Tên gì? Mày có thể mất đi bất kỳ ai bên cạnh mình ở đâu. Mình phải cứu người. Du Lan, cô đừng có chết mà. Có phải tôi đang nằm mơ không? Anh không sao rồi à? Alo, ai đó? Con gái, con gái, có phải con đó không vậy? Trả lời ba đi. Ông Kha, khuya vậy còn chưa ngủ, đang lo cho con gái của anh hả? Nè Phước Thọ Kim, tôi nói cho anh biết, nếu anh cả gan dám đụng vào một cọng tóc của con gái của tôi nhất định lấy mạng anh ngay. Bây giờ thì con gái của anh không sao, nhưng trễ một chút thì tôi không dám chắc. Tôi hẹn anh trước 12 giờ tối mai, đem đóng hàng tới chuộc lại con gái anh. Anh biết con người của tôi rồi, tôi không có thuốc là không thể khống chế được bản thân đâu. Tôi cũng không muốn anh phải đi mấy chỗ để tìm lại con gái của anh nữa. Nè, anh tuyệt đối đừng. Nè. Tên Phước Thọ Kim gọi điện thoại tới đội giao hàng trước thời hạn. Bên ngoài thành trại có bao nhiêu hàng mua về đây hết cho tôi. Phải gom đủ 50 ký trước tối ngày mai cho tôi. Ông Kha, lô hàng này trị giá 300 ngàn lận. Bây giờ nâng giá lên, có thể lên tới 500 ngàn bất cứ lúc nào. Chúng ta không đủ thời gian gom tiền vậy đâu. Tôi mặc kệ, cậu tìm giúp tôi đi. Dù phải xài bao nhiêu tiền cũng được, dù phải trái tôi cũng được, tôi cũng phải mua hết số hàng về để cứu con gái của tôi. Đi đi, mau đi. Biết rồi ông Kha. Mày giả giọng con gái cũng giống thiệt chứ. Cảm ơn Kim Gia. Mày cười cái gì? Tụi bây nghe đây, bọn mua hàng ngoài đó ép tao thảm lắm đó. Tao không có hàng giao cho người ta, có thể chết bất cứ lúc nào. Đừng. Nếu không muốn chết thì trước 12 giờ tối mai tìm con ả đó về cho tao. Nếu như không may để Khai Vạn Trường biết tao lừa hắn thì tao sẽ chính thức khai chiến với hắn. Tiếp tục chạy đi. Còn không tìm được mày nữa hả? Còn mày chạy đi đâu? Cứu tôi với, cứu tôi với, có ai không? Mèo con. Mèo con. Cô không sao chứ? Chân của tôi bị trật rồi. Tôi cõng cô đi thôi. Cẩn thận. Mèo con, anh sao rồi? Ah!
Hắn chết rồi hả? Không sao rồi, đi thôi. Ừ. Mèo con, may mà có anh thôi, không sao rồi. Mèo con. Mèo con, mèo con, anh sao rồi? Anh ráng lên nha, sắp ra ngoài được rồi nha. Sao còn chảy nhiều máu vậy? Mèo con, đừng sợ, đừng sợ nha. Tôi không sợ, là cô sợ thôi. Tôi lớn đến chuyện này cũng chưa từng thấy nhiều máu như vậy. Anh có tự cầm máu được không? Không được, phải khâu lại. Khâu lại hả? Tôi không có bao kim chỉ. Ra ngoài tìm người đi. Tôi không biết làm sao ra ngoài. Tôi không biết làm sao ra ngoài nữa. Tôi nhìn không được nữa. Cô ngẩng đầu lên đi, nhìn lên trời. Gáo nước là bắt đầu thức tỉnh. Phía trên gáo nước, đó là sao Bắc Cực. Tìm thấy chưa? Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi. Cô đi theo sao Bắc Cực thì có thể ra khỏi ngọn núi này rồi. Ờ. Khi tôi còn nhỏ, bầu trời bên Thái Lan rất tối, ngôi sao vừa to vừa sáng nhất má của tôi đã dạy tôi tìm sao Bắc Cực. Bà nói phương Bắc chính là quê hương của bà, là quê hương của tôi. Mèo con, mèo con, mèo con, anh đừng ngủ mà, mau dậy đi. Mèo con, mèo con, mau lên, mau dậy đi mà, dậy đi mà. Mèo con, tôi xin anh đó, anh đừng ngủ nữa mà, mau dậy đi. Mèo con à, dậy đi. Tại sao lại như vậy? Mèo con vì cứu tôi mới ra nông nỗi này. Chưa cầm máu nữa sao? Thôi đừng nói nữa, khiêng mèo con rời khỏi chỗ này thôi. Con à, nè, cô là đại tiểu thư, chưa từng thấy máu me tùm lum thì đừng có nhìn đi. Không được, tôi muốn coi coi có giúp được gì không. Mèo con, không sao rồi, ngủ chút đi. Mèo con cũng là cô gọi hay sao? Vậy bà có rửa cái bình giữ nhiệt chưa? Sao khả năng quan sát của cô kém vậy? Sao mà bất lịch sự quá vậy? Khào quần khá, vậy được chưa? Bà phải nói cảm ơn với tôi mới đúng, nếu không biết đâu lại dùng tiếng Thái chửi tôi. Chúng tôi cùng nhau tới cứu cô, cùng nhau ăn chung dĩa bánh ướt. Vậy thì tốt rồi, hai má con cùng ngồi ăn cơm chung, hợp lẽ trời mà. Thật ra một câu khào cùng khá là không đủ đâu, tôi còn thiếu cô một câu khọt thọ. Bà lại nói gì nữa vậy bà Thái?
tức là xin lỗi cô. Sao tự nhiên bà lại xin lỗi tôi chứ? Tôi làm người thì công bằng lắm, tôi sai. Không ngờ là Kha Vạn Trường cũng có thể sinh được một đứa con tốt như vậy. Cảm thấy tôi dễ mến lắm đúng không? Cô đừng có đắc ý nha. Thật ra thì tôi ý thức được ba tôi là một người xấu, xấu 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 xấu, rất là xấu xa. Tuy ba tôi là người xấu, nhưng mà tôi chắc chắn mèo con không phải. Lúc nãy anh liều cả mạng cứu sống tôi đó. Nếu anh ta chỉ vì tiền, anh sẽ làm như vậy sao? Gáo nướng là bắt đầu thức tinh. Phía trên miệng gáo là sao Bắc Cực. Sao đó chính là sao Bắc Cực kìa. Ô, bị đám mây che mất tiêu rồi. Sao cô biết vậy? Mèo con tuy là bề ngoài lạnh lùng thật, nhưng mà ảnh trọng tình cảm lắm. Mỗi một câu mà bà nói với ảnh, ảnh đều nhớ rất rõ. Ảnh thương bà như vậy, thật ra bà có phải là không nên khắc khe với ảnh không? Ê, đám mây không phải trôi đi rồi sao? Anh thật sự xuất hiện nhanh vậy sao? Một ngày chưa cứu được Kha Đắc Lợi, cảm giác còn tệ hơn là chờ chết nữa. Ê, nhổ nó miếng nó lại đi. À, trời ơi, anh đi đứng cẩn thận một chút, đừng làm bị thương cái chân đó. Anh bắt tôi cứu anh nữa hả? Tôi thu tiền đó. Nè, mau trả tiền đi, nếu không đánh chết mày bây giờ. Dạ không phải đâu, chưa tới hạn mà anh bắt tôi trả rồi, hình như không đúng luật lắm ha. Ông Kha nói, nếu mày lập tức trả tiền thì sẽ miễn cho mày toàn bộ lợi nhuận, nếu không thì kiếm mày chết chung đó. Đừng, nếu tôi có tiền thì tôi cũng đi sòng bạc rồi, có đúng vậy không? Còn dám cãi hả? Dám cãi được không? Đặng Quyền, mày đừng nhiều chuyện nha. Anh đánh mọi người như vậy thì liên quan tới hội phúc lợi chúng tôi. Tụi tao cần gom tiền gấp để cứu cô chủ. Nếu cô chủ có mệnh hệ gì, tao hỏi tội mày. Buông tay ra coi. Chúng ta tìm nghe lão bằng bạc trước đi. Cô đi về trước đi, tôi chợt nhớ còn chút chuyện phải làm. Nguyên lão. Sưởng Bát Tử Cao. Ông chú Dương. Hả? Anh giúp tôi giấu lô hàng của Kim Giả ở đâu vậy? Có chuyện gì vậy? Lô hàng đó anh cất chúng ở đâu vậy? Bình Na, cậu muốn làm gì? Đừng có cản tôi. Đây có phải là quyết định của hội phúc lợi không? Nhà lão có biết không vậy? Nhà lão là hội trưởng, tôi cũng là hội trưởng. Bây giờ hội phúc lợi cần lô hàng này đó, tránh ra. Lô hàng để đây chính là không để bọn chúng nghi ngờ hội phúc lợi. Đây là gia lão dù mạng sống trộm về đó. Không được, cậu để xuống trước đi. Ê, chứ không đợi gia lão. Không kịp nữa đâu, tôi phải dùng lô hàng này để mà cứu người. Xin lỗi nha. Cái gì? Quyền lão vì một người bạn chịu giao lô hàng ra sao? Anh có biết làm như vậy là làm hại thêm nhiều người nữa không? Nè, anh mau ngồi xuống trước đi. Anh đừng có giống ảnh nông nổi vậy chứ. Anh đang bị thương mà. Tôi vất vả liều cả mạng sống đi cướp lô hàng về, chính là không muốn lô hàng tiếp tục gây hại nhân gian. Cho dù phải liều cái mạng này, tôi cũng phải bắt Quyền lão giao lại ra thôi. Anh biết con người Quyền lão cứng đầu như thế nào rồi mà. Anh khuyên ảnh được sao? Không lẽ anh đánh ảnh? Người của mình đánh người của mình, hội đồng hương thấy là vui nhất rồi đó. Cứu người cũng còn nhiều cách mà, sao cứ phải nóng nảy vậy chứ? Quyền lão cứu Kha Đức Lợi không phải chỉ vì họ là bạn của nhau, mà vì đó là một sinh mạng quý giá. Giống như Hâm Hâm lần trước vậy đó, tuy họ chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng Quyền lão cũng không chịu khoanh tay đứng nhìn. Đây không phải là chỗ tôi và anh cùng khâm phục ảnh nhất sao? Lần nào cũng là anh ta lỗ mãng, nên mới cần anh làm cái đầu của ảnh, tôi làm hậu thuẫn của ảnh đó. Điều kiện kiên quyết chính là lô hàng không thể lọt vào tay đám người Phước Thọ Kim nữa. Nói chung, chúng ta cần người, cần lô hàng. Mọi chuyện sao rồi? Xin lỗi ông Kha, chúng tôi đã cố hết sức nhưng cũng không gom đủ hàng. Còn à, tuyệt đối đừng có chuyện gì nha. Con tuyệt đối đừng có bị gì đó. Tôi muốn gặp Kha Vạn Trường. Anh không được vào đây đâu.
Tả cậu Quyền, tôi nói cho cậu biết, tôi không rảnh nói chuyện với cậu, cậu mau biến đi. Tôi tới không phải để đùa giông đâu, tôi phải cứu người. Lô hàng của Kim Gia đang ở chỗ tôi. Lô hàng thật sự ở chỗ của cậu sao? Tôi đồng ý lấy lô hàng đổi Khai Đức Lợi. Ông nói cho tôi biết địa điểm giao dịch đi, tôi sẽ đi giông. Phước Thọ Kim. Ý, từ khi nào mà anh có chung chí hướng với tài đấu quyền của hội Phúc Lợi vậy? Anh mặc kệ tôi, hạn tôi đem tới rồi, mau thả con gái của tôi ra mau. Con gái? Hạn cũng đang ở chỗ của tôi. Mau mở bao bố ra, thả Khai Đức Lợi. Mày nói điều kiện với tao hả? Ông Kha, anh mở sòng bạc mà, không phải không biết phân ai là nhà cái chứ. Nhưng không biết phân cũng không sao, giờ tôi sẽ nói cho anh biết ai mới là nhà cái. Dừng tay lại, dừng tay. Muốn cưới con gái của anh chứ gì? Ném số hàng qua đây đi. Làm đi. Ông Kha, đừng trúng kế. Tôi đã cứu được cô chủ rồi, cô chủ đã an toàn rồi. Cướp hàng, cướp hàng, mau. Có lỗi cũng vậy, cả người của tôi cũng đánh thì sao? Bây giờ không cần cứu người, các người đều không có tư cách lấy lô hàng này đâu. Là hai người, chúng tôi hết cách với anh đó. Hàng của tôi, giết hết bọn chúng đi. Anh giỏi thật đó, lúc nào cũng phải dọn dẹp giùm cho anh, nếu không thì sao gọi là anh em chứ. Giết hết bọn chúng. Mày tưởng cùng một chiêu có thể đối phó được tao hả? Sao lâu quá vậy? Không biết mẹ con có sao không nữa. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Không sao đâu, nó chỉ là báo tin thôi mà, không cần sợ. Gì mà bình tĩnh chứ, hay mình đi coi tình hình sao đi được không? Trời ơi, cô đừng ở đây đi tới đi lui nữa, vốn dĩ không có gì cũng bị cô xoay tới có chuyện đó. Cô gái, ba ơi. Cô gái, cô gái, cô gái. Thuận lợi cả chứ? Thuận lợi rồi. Cô gái, để ba coi nào. Trời ơi, sao lại như vậy? Sao mà trầy xước hết trơn vậy nè? Không sao đâu chứ? Dạ không sao, nhà có mèo con thôi. Ai là mèo con vậy? Là anh Hổ. Anh Hổ cả mạng mình cũng không màng, cứu con về đó. Làm rất tốt cậu Hổ. Sau này tiền lương của cậu sẽ được nhân đôi thêm hoa hồng nữa, cậu có chịu không? Cảm ơn ông Kha. Ba ơi, còn có bà Thái nữa, bà ấy cũng có cứu con đó. Con người của tôi vô cùng công bằng, sẽ không có chuyện bạc đãi ai đâu. Vậy bà thích cái gì bà cứ nói ra đi, tôi sẽ đáp ứng. Tôi muốn nó ở lại đây, không theo ông nữa, có được không? Má, tôi còn phải dọn dẹp nữa, đừng ở đây cản đường cản lối. Lúc tôi ra không muốn thấy mấy người ở đây nữa đâu đó. Ê, của bà là sao đây? Ba ơi, ba đừng vậy mà. Bà Thái là ân nhân cứu mạng của con đó. Ê, sao cũng được. Con gái à, sau này con không còn bướng bỉnh, không muốn không theo ba về nhà nữa chứ hả? Về thì về tôi. Bà Thái, tụi tôi đi nha, cảm ơn nhiều. Ông Kha, cứu con gái được rồi đó hả? Phùng Xuân Mỹ, anh đưa nhiều người tới như vậy muốn cái gì? Tôi đưa nhiều người tới như vậy để coi ông Kha có gì cần giúp đỡ không thôi. Anh cũng tới sớm thật ha, mọi chuyện xong xuôi rồi mới xuất hiện. Thuộc hạ của tôi vô dụng, nhận tin hơi chậm một chút. Hội đồng hương chỉ còn lại tôi và anh thôi, tất nhiên tôi phải tới coi tuồng phim của ông Kha rồi. Hay là muốn thừa cơ trục lợi đây? Sao vậy được? Lần này tôi không giúp Phước Thọ Kim được,
Tôi ghét nhất người đi phá nhà người khác đó. Không thủng không rách, cơ bắp cũng còn rắn chắc đó chứ. Cảm ơn đã quan tâm. Còn phải muốn đánh thử với tôi không? Nhào vô đi. Không sao thì tốt rồi. Ông Kha, hẹn gặp trong cuộc họp của hội đồng hương. Đi. Muốn thừa cơ kiếm chắc, cho dù anh có súng, thành hổ của tôi cũng không sợ đâu. Đừng có nằm mơ nữa, Phùng Xuân Mỹ. Cũng may là tôi cờ bạc từ nhỏ tới lớn, nên có trong mình chút vận may. Bây giờ suy nghĩ lại, tất cả đều tại cậu. Kêu tôi nể mặt con gái ở thành trại, bây giờ xảy ra chuyện như vậy là lỗi của tôi, xin lỗi ông Kha. Sau này không thể để tình huống này xuất hiện nữa. Nói chung, bằng bất cứ mọi giá cậu phải canh chừng nó thật kỹ. Có chuyện gì tôi sẽ hỏi tội cậu. Tôi biết rồi. Ba có lộn không vậy trời, một tiếng cảm ơn cũng không có. Không có chuyện gì nữa, cậu ra ngoài đi. Tôi không sao. Còn nói không sao nữa. Đi theo tôi. Tên đồng bóng chết tiệt đó đúng là độc ác mà. Hắn nhấn vào vết thương của anh mạnh tay như vậy mà anh cũng nhịn. Cái con mèo cứng đầu này đau thì lên tiếng đi còn ráng nhịn. Tôi đang bị thương. Thực lực của ông Kha đã bị tổn thất. Chưa chắc đấu lại Phùng Xuân Mỹ đâu. Vậy cũng may là trước giờ mà anh cũng đều trơ ra. Thắng được yếu thua, thành trại chính là như vậy. Vậy hay là tối nay anh ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Không được. Nếu Phùng Xuân Mỹ không thấy tôi về quyền quán, hắn nhất định sẽ nghi ngờ. Còn nữa nha, cô tuyệt đối không được nói với ông Kha tôi bị thương nặng ra sao. Tại sao? Nếu như ông Kha mà nghi ngờ tôi, tôi sợ ông sẽ làm chuyện dư thừa. Tới lúc đó rất dễ khơi dậy sự nghi ngờ của người khác. Cởi áo ra đi. Hả? Tôi kêu anh cởi áo ra. Thì nếu như tối nay anh không thể ở lại đây, cho tôi giúp anh thay băng cũng được mà. Đau hả? Sao không nói cho tôi biết? Ở với tôi anh cũng ráng chịu vậy sao? Không lẽ tôi cũng là kẻ thù của anh? Cô là người mà tôi nhất định phải bảo vệ thật tốt. Là ông Kha dặn dò tôi thôi. Ừ. Ông Kha sao tới trễ vậy? Đã mở sẵn chai rượu ngon chờ anh đó. Phước thọ kim thất thủ, mở rượu ăn mừng sao? Tôi chúc mừng anh mới đúng chứ. Phước thọ kim mất tích 2 ngày rồi. Anh lấy hết tất cả tiệm thuốc, tiệm ma túy, hồng đơn quán của hắn. Còn chịu ra 5.000 tiền mặt mua cái đầu của hắn nữa. Người hưởng lợi nhiều nhất phải là anh mới đúng. Vậy thì cũng đáng cho tôi đắc ý lắm. Ông trời ổng cứ muốn nhét tiền vào trong túi của tôi thôi. Muốn ngăn tôi cũng đâu có ngăn được. Phước thọ kim thiếu bên ngoài nhiều hàng như vậy, cho dù tôi không xử hắn thì còn có cả đống người muốn xử mà. Nè, Phùng Xuân Mỹ,
hay là anh giúp tôi xử hắn luôn đi ha. 5.000 tiền mặt nha, tôi cho anh. Tốt hơn cho người ngoài mà. Mối làm ăn lớn đó chứ. Cảm ơn. Đều là người của hội đồng hương, tính toán cái gì chứ. À, anh có thấy kỳ lạ lắm không? Hàng của Phước Thọ Kim sao tự nhiên lại biến mất như vậy chứ? Rồi tự nhiên có một mớ lại đi tới tiệm tạp hóa, rồi tự nhiên lại có một mớ lại đi tới chỗ của hội phúc lợi. Anh nói cái tên mắc dịch chết tiệt nào dở trò vậy? Anh giúp tôi tìm kiếm hắn ra đi, để tôi thiến hắn luôn. Ông Kha đừng nóng nảy như vậy. Lỡ như chỉ lo đấu đá, không lo được cho con gái, lần này mai là kiếm lại được, lần sau không biết kiếm lại được bao nhiêu đây. Tao kêu mày đợi dưới nhà rồi mà. Lên báo với anh sẽ đã đợi dưới nhà rồi thôi. Ừ, xuống dưới đi. Dám phản tao? Mạng của ông đáng giá tới 5.000 lận, ông không thể tránh tôi được. Làm tên phản bội không quan trọng, nhưng mà phải xem bản thân mày có bản lĩnh đó không đã. Phải con đàn bà tới để tiễn chân tôi à? Tôi không đủ tiền xài, bắt cô bán luôn lấy tiền xài đỡ. Ra kiếm ăn sao có thể coi thường được. Đừng đánh, đừng đánh. Cô cũng chỉ vì tiền thôi. Tiền tôi có, chỗ này tôi đưa hết cho cô. Đừng giết tôi, tha cho tôi đi. Trước là thiết sơn thú, rồi tới đỉnh tâm trảo, vừa rồi là đại triền tư. Bộ ngươi thật sự không nhớ Bát Cực Quyền nữa rồi sao? Vậy Mãnh Hổ Ngạnh Bà Sơn chắc ngươi nhớ rồi chứ? Đâu cuộc cô lại? Tôi là con của Triều Mãnh Sơn, Triều Hà. Triều Mãnh Sơn. Đêm đó ở phòng tạm giam cảnh cáo Cửu Long Thành là ông có phần giết chết ba của tôi đó. Tôi không có giết ba của cô. Nhưng mà làm gì ông? Ba tôi phải gánh tội danh sợ tôi bỏ trốn, cùng với má của tôi chết ở trước mặt tôi. Cô tìm Kha Vạn Trường, tìm Phùng Xuân Mỹ đi. Tôi chỉ là đi theo họ thôi. Rốt cuộc là ai giết chết Đoàn Thông Thiên giá họa cho ba tôi? Là ai khiến cho ba của tôi chết thảm? Trừ ba người các ông ra, ai mới là chủ mưu thật sự? Nói đi. Đại ca kêu làm gì? Đám nhỏ như chúng tôi thật sự không có biết gì hết. Cô đừng giết tôi, tôi sẽ điều tra giúp cô. Sau này tôi theo cô, làm thuộc hạ của cô. Nếu như ông là tôi, ông sẽ chọn tình báo hay là báo thù? Tình báo. Đáp án là báo thù. Anh không tin,
để cho ba tên hung thủ giết anh trai anh ung dung ngoài dòng pháp luật. Chỉ cần tìm thấy người muốn giết tôi trong nhà lao thì sự thật sẽ rõ ràng thôi. Triều Mãnh Sơn tôi cả đời này quang minh lỗi lạc. Năm nay chỉ giết được Phước Thọ Kim an ủi vong linh ba má, nhưng ba má yên tâm, Ca Dạng Trường, Phùng Xuân Mỹ sẽ chết nhanh thôi. Nỗi oan ba má còn nhất định rửa sạch. Còn nữa, con gặp lại anh hai rồi. Anh Dân nghịch ngợm như vậy, tôi sẽ không cứng đầu như trước nữa. Anh trông rất cao to, đẹp trai y chang như ba vậy đó. Xem ra ảnh sống cũng tốt lắm. Cho nên hai người yên tâm, con sẽ không làm dơ hai tay của anh hai đâu. Báo thù để con làm là được rồi. Bi thương, đau khổ, cứ để mình con đối diện đi. Con muốn anh hai kế thừa di nguyện của ba, chính là một anh hùng thành trại, anh dũng thật sự. Cạn ly! Chúc mừng vết thương của nhà lão đã lành hẳn. Cạn ly! Chúc mừng cô giáo Âu Xùy Xùy bình an vô sự. Cảm ơn. Chúc mừng mớ hàng của Phước Thọ Kim đã bị đốt sạch hết. Cảm ơn. Lần này may là nhờ có Điêu Lan và nha lão đã kịp thời đốt hết lô hàng đó, không để chúng hại người nữa. Giỏi nhất là hai người bọn họ rồi, từ trên trời giáng xuống như là thần điêu hiệp nữ vậy. Nhưng may là tôi gan dạ hơn người, cái ngọn đèn dầu bùm một cái rớt xuống như vậy, không bị họ để chết cũng bị hù chết đó. Tệ nhất là từ đây họ Phúc lại sẽ thiếu mất một hội trưởng. Ông xã, ông xã, anh có ngửi thấy một mùi chua lét hay không? Quyền lão, anh còn đang giận hai người họ gộp lại không nói anh nghe hả? Cái này chính là người xấu cáo trạng trước đó. Có người độc đoán nóng nảy, tự ý lấy mất lô hàng, không hối cải còn nói ngược lại chúng tôi nữa. Cô đang nói ai vậy? Thì nói anh đó. Tôi đâu có thấy như vậy. Vậy sao? Tôi còn tưởng là cô đang nói. Tôi đang nói anh đó. Đang chọc anh đó, còn cười nữa. Người của hội Phúc Lợi hòa thuận như vậy, không phải là nên cười sao? Vậy cũng kêu là hòa thuận hả? Nè, hội Phúc Lợi vừa mới thành lập, sẽ có chút ý kiến không hợp, nhưng mà tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ cải thiện thôi. Vậy là tốt rồi. Hai người đều là hội trưởng, một người có dũng, một người có mưu. Đồng đội hoàn hảo đó. Đồng đội hoàn hảo. Cạn ly, anh em. Có tin lớn rồi, Phước Thọ Kim chết rồi. Rồi người đây hả? Chết không đáng tiếc mà. Lấy cái xác này phơi khô luôn đi. Phơi khô thì lời cho hắn rồi, hay là đem hắn cho chó ăn đi. Cái xác này nè, đừng giấu chúng tôi, có phải là anh làm không vậy? Vừa nhìn vết thương của Phước Thọ Kim thì biết là do anh làm rồi. Hắn bị người ta đánh vỡ xương sọ mà chết đó. Là mảnh hổ ngạnh bà Sơn của bác Cực. Cả thành trại này á, chỉ có mảnh hổ ngạnh bà Sơn của cậu mới có quy lực như vậy thôi. Lần này thì cậu quay quá rồi. Nè bà con lối xóm, nhà lão đã trừ hại cho dân, đánh chết Phước Thọ Kim rồi. Anh hùng thành trại trừ hại cho dân. Anh hùng thành trại do tôi làm được. Trời, nhà lão, không phải anh làm thì còn ai làm chứ? Phải đó, cả Phước Thọ Kim anh cũng đánh chết được, rất hay. Phải đó, sau này phải nhờ vào hội phúc lợi của các anh rồi. Xem ra chỉ có chúng tôi tin, không phải dân làm thôi. Trời ơi, sao cái xác nhúc nhích vậy? Quá cờ bạc. Là ba của Hâm Hâm. Ông trộm xác. Mà bỏ ta xuống đi. Cái cầm thú này, ông còn về đây làm gì? Mọi người tội nghiệp tôi đi mà. Tay chân của tôi tàn phế, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, già cả không ai chăm sóc. Cho tôi lấy cái xác đi lãnh thưởng đi mà. Ông ra nông nổi này là do tự mình chuốc lấy thôi. Xác cờ bạc, ông chết 10 lần cũng không bằng một mạng của Hâm Hâm đâu. Đừng mà.
Khi mà còn sống, người mà Hâm Hâm thương nhất là tôi. Mọi người để mà Hâm Hâm, tha cho tôi đi mà. Cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu đi mà. Tôi xin cô, tôi xin cô. Diêu Lan, hắn không đáng để cô ra tay ở đây. Vậy tôi tha mạng cho ông đó. Ông trời có mắt, ông đợi trời phạt đi. Ơ, cái này không tin, không tin. Tôi là tại ông hết đó. Nhìn coi, không tin đâu, không tin đâu hả? Này phá cờ bạc, ông đi rồi hả? Kéo cái xác chết tới đây phá địa bàn của ông Kha sao? Tôi hả? Giết Phước Tàu Kim rồi nè. Bây giờ tới lãnh tiền thưởng đó. 5.000 thôi, một đồng tôi cũng không lấy hơn đâu. Vậy là tôi đã mãn nguyện rồi á. Ê, tao có chút tò mò. Với cái tướng què tay què chân này của mày, sao có thể đánh chết Phước Tàu Kim được chứ? Toàn là nhờ tấm lòng khao khát muốn làm việc cho ông Kha của tôi. Tôi làm thử cho ông coi nghe. Được thôi. Đầu tiên hả, tôi dùng tay của tôi chọt vào hai mắt của hắn. Rồi sau đó tôi dùng cái đầu tống vào cái càm hắn, rồi tống vào cái ngực của hắn luôn. Lúc đó thì hắn đã xỉn nỉn. Sau đó thì tôi dùng tuyệt chiêu, chính là liệu âm. Sau đó thì sao? Sau đó thì đặc sắc lắm. Sau đó tôi dùng cái đùi của tôi kẹp chặt cái cổ của hắn, kẹp tới khi hắn chết luôn. Kẹp chết hắn. Hay lắm. Khi một người nghèo đói quá mức, đúng là làm được những việc không ai ngờ tới. Rất hay. Cảm ơn ông rất nhiều. Vậy 5.000 đó tốt nhất là ông đưa cho tôi tận trăm hết đi. Bây giờ ra ngoài tiền lớn quá, khó đổ ra lắm á. Nè Luân, ném hắn ra ngoài và lôi cái xác ra luôn đi. Dạ, biết rồi ông Kha. Hả, vậy là sao? Đứng dậy. Vậy tiền đâu? Dạ lên. Dạ lên đi. Ông Kha, ông Kha, ông Kha, ông Kha. Một đô này là thưởng cho mày đó. Tôi xiết khỉ lúc nãy của mày cũng hay lắm đó. Đừng cản trở tụi tao kiếm ăn nghe chưa. Tôi giá cái xác tới đây, phí vận chuyển cũng không đủ đó. Mày làm dơ địa bàn của tụi tao, tiền dọn dẹp còn chưa tính với mày đó. Cái gì chứ? Bên đó mới đầu nói 5.000 tiền mặt lấy đầu của Phước Thọ Kim. Bây giờ kêu kiệt tới nỗi chỉ cho tôi một đô sau. Nếu trừ chiết khấu thì ít nhất cũng phải là tờ 500 chứ. Tức là không đủ rồi. Đánh tới khi đủ thì thôi. Đủ chưa? Ông chủ Kha khó nhọc tới đây, có gì ngon tiếp đãi ông ta không vậy? Tôi đã mở chai brandy ngon nhất để tiếp đãi ông Kha rồi đó. Vậy không biết là chai rượu có ngon bằng cô hay không? Ông Kha đúng là biết nói đùa quá đi. Phan Kim Liên rót rượu cho Võ Tòng không có ý tốt đâu. Tôi tất nhiên là không có ý tốt rồi. Tôi muốn ông xài hết tiền có trong người mà. Hoa Mạng đúng là cô gái thú vị thật đó. Phải nói là thuốc độc của đàn ông đó. Cổ giỏi nhất là khi nào ông sướng tới chết. Ông Kha, khi nào có hứng thú thì thử đi. Được thôi, hẹn hôm nào đi. Được thôi, vậy thì tôi đợi ông nha. Thất lễ một chút ha. Chỉ còn tôi với anh thôi, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Phước Thọ Kim thì không còn nữa. Địa bàn hắn sao đây? Hay là vậy? Chúng ta chia ra 5 năm mỗi người một nửa đi. Vậy được không? Địa bàn của hắn vào tay của anh hết rồi. Anh không kiếm cho đã là chia cho tôi sao? Mấy địa bàn kiểu đó có ích gì chứ? Tôi thì không có thợ làm thuốc. Anh thì giỏi rồi. Nghe nói thợ làm ma túy đó đang ở trong tay anh mà. Nếu không phải vậy sao anh lại năn nỉ tôi chứ? Ê, đừng có nói năn nỉ. Chúng ta là dân làm ăn cả. Nếu thật sự khai chiến với nhau thì chưa biết ai thắng ai thua đâu. Tôi nghĩ hỏi phúc lợi chắc là định khoanh tay để ngồi xem rồi. Cần gì vậy chứ? Hợp tác vui vẻ đi. Hợp tác vui vẻ?
Ông chủ Trần tạm biệt nha. Lần sau mình uống tiếp ha. Ngày mai gặp lại. Bye bye. Uống nữa. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp lại. Long Tân Ký. Ông chủ à, cho tôi chén canh giá đi. Ôi trời ơi, cô tới trễ một bước rồi. Cô ơi, hôm nay buôn bán đắt khách quá, canh giá cũng bán hết rồi. Hả? Vậy mình không phải say tới mai hay sao? Đau đầu quá đi. Ê, chén canh giá cuối cùng tôi bán cho cậu kia rồi kìa. Ha, không biết có phải đang đợi ai không nữa. Sau khi mua chén canh xong thì đứng đó suốt hả? Tôi biết cô bình thường tăng ca đều mua canh giá để giải rượu hết. Tôi sợ bán hết nên tôi mua trước giùm cô. Tuy là có hơi nguội một chút nhưng vẫn còn rất là ngon. Anh có muốn thử không? Phước Thọ Kim có phải do cô giết không? Nếu anh đã biết rồi thì cần gì hỏi tôi nữa. Không phải trước giờ cô ghét Phùng Xuân Mỹ muốn giết hắn ta sao? Sao lần này ngược lại là giết Phước Thọ Kim? Với anh mà nói, Phùng Xuân Mỹ, Phước Thọ Kim và Kha Vạn Trường có khác biệt sao? Nếu muốn thành trại được sống yên ổn thì phải triệt để phá tan hội đồng hương. Ba người bọn họ đều phải chết. Không biết tại sao những gì cô nói tôi đều không thể cãi lại được. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một điều. Là gì vậy? Có thời gian thì đi mua đôi giày đế bằng. Ít ra sau khi tan ca cô không cần phải mang đôi giày cao gót đi về nhà. Như vậy sẽ có hại cho đầu gối cô, sẽ ảnh hưởng cô đánh bác cực đó. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.